Thơ Gaming đây, xin chào các bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã gọi là làm lại hết toàn bộ đến cái tầng thứ 9 này rồi. Mình thực sự cảm thấy rất là bực mình khi mà cài đặt phiên bản mới vào cái file save bị hỏng. Mặc dù là cái phiên bản mới này không thực sự gọi là có nhiều cái sự mới mẻ. Mình sẽ cho các bạn xem nhé một vài hình ảnh về cái update mới lần này. Thì đồng ý là nó cũng có update mới, nhưng mà mình cảm thấy nó không xứng đáng để cho file save của mình đã gây dựng rất là lâu bị hỏng. Rồi, thì sau một vài tiếng đồng hồ, cuối cùng mình cũng đã làm lại được. Thực sự rất là tốn thời gian. Nhưng mà ở trong cái tuần thứ 9 này á, thì mình cảm thấy là cái bà cô giám thị thực sự rất là láu cá các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho bạn xem lý do tại sao mình lại nói như thế. Đây, mình bỏ cái vật phẩm cuối cùng vào túi của thằng này nữa thôi là xong rồi. Thằng Zemet. Rồi, cút đi. Ơ! À! Quái gì thế? Cái này là cái gì? Thật sự là từ đầu đến giờ ấy, mình chưa sử dụng cái điện thoại một lần nào luôn. Cho nên là mình không biết là nó bị lỗi này các bạn ơi. Đây, đây chính là phiên bản mới của chúng ta đây. Rất là tuyệt vời phiên bản mới của chúng ta. Rồi, bằng một cách nào đó là mình đã quay lại được rồi, may mắn quá các bạn. Không bao giờ sử dụng cái điện thoại nữa, bị lỗi quá. Rất là lỗi á. Rồi bây giờ mình sẽ vào báo cáo lại bà giám thị thôi. Nhưng mà các bạn xem bà giám thị này. What can I help you with? Bà giám thị cũng có vấn đề đó. Không biết sao bà lại đứng kiểu đó. Bà nhìn mình với ánh mắt rất hung tợn các bạn. Mình đến báo cáo thằng con của bà mất dạy, nhưng mà bà lại đối xử mất dạy mình. Rồi, đấy bây giờ mình sẽ vào lớp nhé. Đây các bạn nhìn cái thanh nhá. Cái thanh này mình đã làm từ đầu ngày đầu tiên đến ngày thứ 6 này, nhưng mà nó vẫn chỉ dạo có một nứt thôi. Thấy bà bứt dậy không các bạn? Bà không trừ điểm của thằng này để thằng này nó không bị đuổi khỏi trường. Không thể chấp nhận được các bạn ơi. Đâu, để xem coi nó còn ở trường không nhá. Mình thực sự không thể chấp nhận được. Rồi, nó còn ở trường đấy các bạn. Không bị đuổi luôn. Vâng, rất là tuyệt. Mình đã làm từ ngày thứ hai cho đến ngày hôm nay nhá. Mình bỏ đồ vào nhá, nhưng mà nó vẫn trừ có một nấc thôi các bạn. Bây giờ thì mình bạn mà chơi vậy với mình thì mình chơi còn ghê hơn nữa. Để xem coi là đứa nào là, gọi là chơi trò mất dạy hơn. Rồi, bà thích đúng không? Thì tôi chiều. Mình chó xuống địa ngục luôn các bạn. Rồi, ok, như vậy là xong rồi. Khỏi loại trừ theo nó, theo cách thông thường nữa. Quê rồi. Cái gì? Tại sao thằng đó vẫn tỏ tình được với senpai là như nào? Cha thấy hiểu luôn. Rồi, đến tình địch của tuần thứ 10. Nhưng mà mình không nghĩ là cái tuần thứ 10 này ấy, cái nhân vật hội chữ học sinh là tình địch của chúng ta đâu các bạn ơi. Ở đây là cái phiên bản mới này, là cái dòng thoại ở đây đã thay đổi rồi. Nhưng mà mình có cái dòng thoại của phiên bản trước các bạn ơi. Phiên bản trước thì cái thanh niên hội trưởng học sinh này không thực sự xích senpai. Nhưng mà nó gọi là nhận ra có cái điều gì đó đang diễn ra trong trường ấy, cho nên là đến điều tra thôi. Ấy, thì còn ở trong cái phiên bản mới này thì cái văn nó đã thay đổi một tí rồi. Là đây, sau khi tôi đánh bại 9 người thì hội trưởng học sinh đã quay trở lại. Hội trưởng học sinh là một người vô cùng nghiêm khắc. Đấy, đã quay trở lại sau 9 tuần vắng bóng. Không hiểu sao thằng này nghỉ học 9 tuần mà vẫn có thể được tiếp tục đi học được. Không hiểu luôn. Rồi, có vẻ như là
hội trưởng học sinh đã nhận ra được một cái điều gì đó. Và vì muốn bảo vệ cái trường này cho nên là bắt đầu gọi là thực hiện những cái kế hoạch loại bỏ mối hiểm tiềm ẩn. Đấy. Thì tôi không chắc là hội trưởng học sinh có kế hoạch gì. Nhưng mà có rất là nhiều camera an ninh, rồi máy dò kim loại đã được sắp xếp ở trong trường. Đấy, đã được lắp đặt vào trong trường. Có lẽ là tôi nên gọi là giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống căng thẳng cho hội trưởng học sinh, để hội trưởng học sinh mắc nợ tôi. Tôi biết là cái tuần này không dễ vượt qua, nhưng tôi cần tìm ra những cái manh mối. Đấy, thì tuần này chúng ta không thể nào mà chiến đấu với lại hội trưởng học sinh theo những cách trước được, mà chúng ta phải giải quyết những cái gọi là cái gì ta, cái chăn trở trong cuộc sống cho cái thằng hội trưởng học sinh này để mắc nợ ơn mình thôi. Đấy, sử dụng một cách khá là hòa bình. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Rồi, để xem nào, tuần này là như thế nào đây. Ơ, sao lại bỏ đồ ăn lên bàn đi, như thế nào? Cha thể hiểu được. Cái lời thoại không có gì thay đổi cả các bạn ơi. Lời thoại của cái đoạn này không có gì thay đổi luôn. Rồi, nói chung là mình ngắt cuộc hội thoại nhanh để mình đi theo nó thôi. Đi nhanh đi. Cái thằng này, mình cần phải theo dõi nó để có chứng cứ. Mà các bạn thấy là như thế này thì mình nói thật luôn là không bao giờ lấy được chứng cứ. Đừng nói chúng ta hơi ghép cặp được chứ. Nhưng mà ghép cặp cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu. Quan trọng là thằng này nghi ngờ mình mà. Quan trọng là thằng này nghi ngờ mình thôi. Chứ ghép cặp là đâu có giải quyết được vấn đề gì, thấy không? Nó cứ nhìn mình hoài các bạn ơi. Không làm gì được luôn. Để xem nó học lớp mấy thế. Gì? Nó mới học năm 2 thôi mà nó đã là hội trưởng học sinh rồi, ghê thế. Thằng này di chuyển kiểu gì đó à? Thằng này sao thế? Thằng này di chuyển rất là kỳ lạ các bạn ơi. Tự nhiên thỉnh thoảng nó cứ quay lại phía sau nhìn ấy. Để xem coi mình có thu thập thông tin gì về nó được ở chỗ này không. Nó không hiện lên thông tin gì cả các bạn ơi. Với tụi này đang nói chuyện gì? Mình đứng ở đây thì chắc là cũng không có vấn đề đâu, thử đi. Đứng đây thôi. Không chuyện thôi, coi như thế nào. Senpai, tại sao lại ngồi ở đây là như thế nào? Chả hiểu Sơn làm gì luôn. Rồi, vẫn chưa có gì xảy ra cả. À, lại đi rồi. Tao chạy nhanh thế. Thằng này chạy đi đâu thế? Ở đây sự kiện đấy à? Nói cái gì thế? Nói tiếng gì ấy các bạn ơi? À rồi,
Mình cần phải làm cái đó để hẹn cái con em gái của thằng đó lên sân thượng nói chuyện. Đây là em gái của thằng họ chịu học sinh à. Rồi bây giờ để mình thử xem. Cái là về chuyện gia đình, rồi gia đình không biết là có chuyện gì. Rồi mình sẽ sử dụng cái này để tìm ra cái tủ khóa của em gái của thằng hội trưởng học sinh. Mình thấy tuần này mình vẫn chưa có gì đặc biệt nhé. Chúng ta chỉ đi theo dõi thằng này thôi. Nó không hấp dẫn bằng những tuần đầu tiên. À rồi tủ ở đây à. Đây. Chuyện gia đình đây. Hẹn gặp ở trên sân thượng 7:30 đi. Bây giờ là 7:36 rồi nhưng mà không quan trọng. Thế là mình phải chạy lên trên để gặp con đó thêm lần nữa. Rồi sẵn tiện mình đi theo con này luôn đi. Để xem là nó có đồng ý lên sân thượng hay không. Mình nghĩ cái này chắc đúng rồi đấy. Mặc dù là mình không biết hai anh em nó nói cái gì. Nó tiếng gì ấy, chắc là hai anh em nó là người của nước khác à. What's this? Giờ không mở được cái cam lên để chụp ảnh. Maybe I should meet them. Rồi, được rồi các bạn ơi. Mình đã hẹn được con em gái rồi đây. Rồi, có khi mình lên trước đi cho rồi. Đợi nó đi rất là chậm. Thật sự là không có cái gì để nói luôn đây. Cập nhật mới này. Rồi thấy nó nói chuyện với lại anh trai của nó. À rồi, bố mẹ thì thương yêu thằng anh trai hơn. Bởi vì thằng anh trai nó giỏi hay sao ấy. Còn em gái nó cảm thấy như là nó không được gia đình thương yêu. Rồi, Naomi nói là sẽ giúp. Bây giờ giúp chứ nào đây? À, đổi điều kiện à. Kiểu như Naomi nói là thằng anh trai của con này là không tin tưởng Naomi cho nên là cần kiểu như là... lấy lòng tin hay sao ấy, kiểu kiểu vậy. Bạn nào mà thực sự hiểu cái đoạn đây thì có thể bình luận ở bên dưới. Hả? Update gì thế? Nó hiện update gì các bạn? Rồi, bây giờ là Naomi đã bằng một cách nào đó giúp cho em gái của Bruno hạnh phúc trở lại. Rồi Barbara thông báo với lại anh trai cô rằng là Naomi đã phải chịu trách nhiệm về việc đó là sao? Chuyện gì đó giúp đỡ à? Bruno yêu cầu gặp nhau tại nhà Naomi
trước khi trường học bắt đầu và nói chuyện. Sáng hôm sau, Roro đến nhà cô. Cái Google dịch rất là chán các bạn ơi. Ơ, có cảnh đến nhà này. Hẹn đến nhà để nói chuyện ba mặt một lời à. Ủa, giúp là giúp như thế nào? Ở thằng đó nó bảo là nó thích nơi này. Bố mẹ Naomi đâu đi đi nước ngoài rồi. Bằng một cách nào đó để giúp cho em gái hạnh phúc trở lại. Không biết là cái đó là cách gì. Rồi, chuẩn bị cha thôi. Mình thấy là đầu tư cả cái đoạn mà mời cái thằng Bruno đến nhà là mình cũng cảm thấy là có đầu tư rồi ấy các bạn. Đưa trà bình thường thôi. Bây giờ thằng này vừa đã tin mình là người tốt rồi. Giọng của ai thế? Cha biết giọng của ai? Có đầu tư cảnh này các bạn. À, đang hỏi là thằng thằng Bruno có thích Sơn không? Thì Sơn trả lời là Bruno trả lời là không hay sao ấy. Thì đó, mình ngay từ đầu mình nói là thằng Bruno là nó chỉ điều tra về cái những cái sự kiện xảy ra ở trong cái trường thôi. Và nó nghi ngờ Naomi là đứa đã làm ra tất cả chuyện này cho nó đã điều tra. Bữa cãi của thằng này là sao đây? Rồi, thằng này nó nói là đã không cướp Sơn khỏi mình rồi. Khỏi đau mi rồi. Nhưng mà ngay từ đầu nó đâu có ý định đó đâu đúng không? Bảo Sơn là một người tốt. Ơ, à, vẫn còn thấy cái chai thuốc ngủ viết đằng sau. Ơ, à, vậy là xong rồi đúng không? Chúng ta chỉ đợi đến ngày thứ 6 đó thôi. Rồi đến ngày thứ 6 luôn các bạn ơi. Gì thế? Rồi đánh bại hết vừa tình địch rồi. Và báo cáo với bố hay sao? Bố nó là rất tự hào hay sao? Nãy mình thấy Sơn ngồi ngoài băng ghế hay sao? Vấn đề là từ bây giờ là phải làm sao nữa đây? À, bỏ một cái tờ ghi chú vào... tủ khóa của Sơn. Rồi hẹn gặp Sơn ở cái cây anh đào quá, mình nghĩ chắc thế. Rồi xong rồi các bạn ơi, hẹn gặp rồi. Ơ, làm hết hôm tự đến chương vào ngày thứ 7. Hóa ra vẫn còn tiếp cái đoạn tiếp theo các bạn.
Kiểu đây là ngày bế giảng à. Đến ngày bế giảng thì bắt đầu là mới tỏ tình với lại C hay sao ấy. Ngày cuối cùng luôn. Ngày chắc là ngày này trước khi nghỉ hè hay sao ấy. Đó, Sên đến kìa. Sên chạy đến. Kiểu nhìn cái mặt rất là bình thường ấy. Tao nhìn mặt kiểu như là không có chứa một tí cảm xúc nào cả. Kiểu chắc là mỗi tuần đều nhận được một cái note tỏ tình thì chắc chắn là Sên là khuôn mặt kiểu như này là đúng rồi. Thật sự là cái chữ này màu xanh ấy, cả hai nói đều màu xanh cả cho nên không biết ai đang nói chuyện luôn ấy. No more end. No more end là sao? Đây là end bình thường à. Like the blossom of a cherry tree. Mình kiếp qua cái này nhá. Cái này thì lúc trước là hình như là mình có nghe rồi các bạn. Ở tại sao lại được no more end ta? Chẳng lẽ mình gọi là không có làm đúng trình tự của cái thằng Zamet cho nên là mọi thứ mới trở lên như thế này à? Cái thằng Zamet thì bà giám thị bà chơi rất là mức dạy, bà không có trừ điểm và đuổi học cái thằng đó cho nên mình phải chơi cái kiểu đó thôi. Bò hết cả tay luôn các bạn ơi. Sên nói là Sên cần suy nghĩ chứ không có chấp nhận lời tỏ tình. Thế là chúng ta chỉ được đô mô en thôi. Sau bao nhiêu cố gắng thì chúng ta bị mắc kẹt ở cái tầng thứ 9, cái tầng của cái thằng Zamet. Bởi bà giám thị là bà nâng đỡ cho thằng con của bà để cho nó không bị đuổi học. Chỉ vì như vậy thôi mà chúng ta mất hết toàn bộ mọi thứ.